Ê, Phạm Thư bệnh. Đang bệnh là phải cùng bệnh cùng nhau mọi người ạ. Nguyễn Trung Kiên cũng bệnh luôn, Phạm Thư cũng bệnh. Hai đứa đều bệnh, hai đứa đều phải đi khám. Hai đứa đi khám với nhau anh em ạ. Thế mới khổ chứ. Hello mọi người nhá. Thì Kiên đang ở bệnh viện mọi người ạ. Bây giờ thì Kiên sẽ đi vào cho bệnh viện để Kiên khám bệnh mọi người nhá. Thì đang đợi đang Dũng ra mua khẩu trang và đeo khẩu trang vào để cho ok. Nó gây nhiều người bệnh á. Mua chỉ đeo khẩu trang vào an toàn. Bệnh viện mà nên phải chúng ta đang có cái xuất hiện mọi người. Tóc nào? Chưa ngồi tê tóc mọi người ạ. Nhanh lên ơi. Phải vào cho mày lại xin giấy lại à? Em trong đường vào thẳng phòng kia. Đúng rồi, mình phải vào đấy chứ. Sau đó nó bắt đầu. Ra đăng ký được không ạ? Đợi lấy khẩu trang. Rồi lần trước là tôi đi khám một lần rồi nhưng mà nó chưa đỡ rồi nhỉ. Bây giờ tôi khám tiếp lần nữa. Nói chung là ôi, bệnh đặc khổ lắm. Chúng ai bị bệnh mà. Bệnh nọ bệnh kia. Tôi ngồi trong quán chị đi. Mà cửa ra mà vào ngồi cho bác. Sao bạn đứng ngoài à? Ừ. Bệnh nọ bệnh kia. Vào khám lát nữa vào khám tôi là cả túi hết quần áo là tôi khám này. Sài Gòn. Đấy chịu thôi, bây giờ mình bị bệnh mà. À không, nãy đây tôi có ảnh. Ảnh trên mạng cho chị tôi chơi ảnh thôi. Còn đặt chân là tôi chú ấy sao? Dạ. Alo hả? Đúng rồi. Có ảnh bản là mình đến đây mình chủ yếu là mình lấy thuốc này cho chuẩn thôi chứ không phải là mình kiểu như là bị bệnh quá ác hay gì đâu, tức là bệnh này kiểu ngứa người ấy. Gì đấy? Khẩu trang như kiểu bé tí nhỉ? Trang như kiểu đang chích nhỉ? Đúng nhìn buồn cười, khẩu trang như bé tí này đấy. Khẩu trang như gọi là cái tiêm đeo đi nha. Đeo vào đi không Phạm Thư vào đây, Phạm Thư đăng ký. Phạm Thư đăng ký. Ok, bây giờ mình vào đăng ký anh em nhá. Đây, vừa mới xong cái phiếu tiếp nhận bệnh khám, mình đi khám bệnh. Nói chung là cả bệnh mọi người ạ. Ê, Phạm Thư bệnh. Đang bệnh là phải cùng bệnh cùng nhau mọi người ạ. Nguyễn Trung Kiên cũng bệnh luôn, Phạm Thư cũng bệnh. Hai đứa đều bệnh, hai đứa đều phải đi khám. Hai đứa đi khám với nhau anh em ạ. Thế mới khổ chứ. Nói chung là hai đứa ở với nhau thì hai đứa cũng bệnh, bị bệnh luôn. Ốm cùng nhau, bệnh cùng nhau. Vào viện là cùng nhau. Thế ok rồi. Khổ, bệnh nọ bệnh kia khổ lắm nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Ok mọi người, bây giờ lên tầng 6 để khám, phòng khám da liễu. Chồng là 23. Vợ 29. Thế mình cần khám chưa? Chưa anh có. Một quyền. Đi nhầm. Đây là vào phòng khám phòng phụ khoa. Cho tôi đi khám bầu đi. Bầu đi ra ngoài chỗ ông. Chưa 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 biết đâu luôn. Anh em ở ngoài nhá, bác sĩ cũng không được quay đâu. Không được quay à? Ừ. Vào đây thôi anh em ạ. Đấy. Lát nữa thằng quay quay chỉ được một ngoài thôi. Hai tôi cửa chân cửa chuồng. Đấy phải cửa chân cửa chuồng. Hải tí đừng ngó trộm nhá. Ngó trộm thì cắt cắt mọi thùng xốp luôn đấy. Bác sĩ kia dám đẹp nhỉ? Trông thì hắn rộng, trông còn kiểu nôn quá. Nôn. Đây, ra vậy, nôn. Đây mùi nhiều thuốc, bệnh viện mùi nhiều thuốc. Đây, đây còn trùng thùng rác luôn rồi. Chưa thùng rác nữa. Không, nãy lại vào luôn rồi mặt bác sĩ. Hôm nay ăn cái gì mà nó ngứa, ngứa hẳn đến giờ. Chưa ngứa cho ăn như kiểu hơi dại. Dại thì mùi bạn dại ấy, như ăn tớ ăn có bị sao đâu. Ăn tới nó có bị sao đâu, ăn mỗi mình tí. Là mình ra muốn đến có cỏ nhờ. Nó là trên đằng khi ăn cỏ hay ra nó ngứa họng ấy. Ăn về ăn cho anh ngứa thì nó mới ngứa chứ. Ăn nó muốn mà ngứa được thì lần đầu tiên nghe đấy. Thế bảo là bọn không ăn nó muốn ngứa đâu. Cho là kiểu nhặt trước khi có còn cỏ đấy. Hay là ăn nó bị nó vào họng. Bây giờ nó rát khi cả nó ngứa. Ăn mình nhìn đi. Chắc không biết ăn dính gì. Bước sau mình nghe muốn. Không phải đâu, cũng tinh chất. Đâu, cũng sao ăn cấn. Đâu, nó ít cho video rồi chứ. Các bạn thấy chắc là một canh ấy. Một canh chứ ngoái à? Một canh chứ ngoái. Một canh không là như vậy luôn. Với lại hạt tiêu nữa. Ừ. Luộc rau muống cho hạt tiêu à? Hạt tiêu nó mới đen đen đến. Ấy anh em ạ, bây giờ mình đang đợi bác sĩ gọi nhá. Mình bác sĩ bác gọi là Nguyễn Trung Kiên. Số báo danh 23. Nhạc cơ. Sao bà luôn. Ừ. Giống như kiểu đi cắm cái bụng có sự cái nhà. Ừ. Cắm cái bụng có sự cũng vậy mà. Cắm nhảy nhảy. Sao? Nghe, cắm cái bụng có sự em với nhau không? Chú thế ra. Hả? À. Mày cắm bao giờ chưa? Cắm rồi, em vào phòng là nó bắt nhảy nhảy đi. Nhảy nhảy á? Cả hết ra trong ở trong nó có cái kiểu như là nhảy 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 nhảy. Việt! Ơ Trần Mạng, chú em thế đấy. Chú mày thế à? Ừ. Chú anh á, chỉ cần vạch ra cái mà có em vào. Tối ra còn trường hướng yên chơi để. Thôi ra ngoài nhá, hai ngoài em nói chuyện nhau đi. Ok. Ok anh em ạ, vừa mới đi xét nghiệm máu. Châm cho chú đây đau. Đau đuôi. Đau. Anh mày biết không, cái lúc mà người ta vào người ta châm ấy, người ta bảo là thằng này xăm chỗ này đâu một chồng. Nghe đâu một chồng. Chọc linh tinh. Ven đâu. Chạy như ven đâu mà chọc. Chọc chọc như là vô công răng nhìn cái ven vô. Ven đâu chọc. Bây giờ lên phòng khám nốt xong rồi mình sẽ. Bình tĩnh. Covid thì biết là Covid rồi. Biết là em biết là em em cổ vũ rồi nhưng bây giờ từ. Đấy, bình tĩnh. Thế lúc phải đánh động cho mọi người nhìn thấy cái biển anh kìa anh em ạ. Nghe Covid, đừng dây lắm. Có điện, không có ai. Ông vừa ảnh không? Sao đây? Cho đi khám bệnh ngoài da. Ông ạ, sao không? Ừ. 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 Ừ.
ai khỏe đến thì người sao có người nhận cơ. Ông sao rồi đỡ rồi? Ôi chú biết gì rồi? Mẹ đi thăm anh chị. Ừ, đúng rồi. Tầm mấy anh? Tầm mấy? Mấy thứ? Tầm 2. Mấy? Tầm 2 thôi, tầm 2 đi ạ. Rồi. Xong rồi, xong cái này không thấy đau mà tiêm tí thì đã kêu đau rồi. Thế bước bước mà anh sao? Không ngồi tí nào. 2. Ôi đâu. Ok em ơi. Ok, để cho thư về VIP nhá. Ok mọi người, bây giờ mình thôi mình nghỉ đây, ngồi đây nghỉ tí nghỉ đi. Đợi bạn thư ra mọi người ạ, bởi vì là không vào quay được mọi người nhá. Trong viện người ta không cho quay không trong viện. Phòng. Cho là trong bệnh viện không quay ở trong được. Chỉ vào ngoài thôi. Ngoài. Bệnh viện tất cả chơi trẻ con này. Trẻ con. Đi nhảy mua giáo ấy. Em mọi người lát nữa Phạm Thư khám xong thì mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Bây giờ mình đợi Phạm Thư mọi người ạ.